Hiện nay các cái mồi ăn cho động vật nuôi cũng đang rất cần đến nguồn cung như từ con dế mèn, bởi vì dế mèn cũng là cái động vật nuôi tốn ít chi phí, lớn thời gian phát triển nhanh và ăn thì cũng rất giàu chất dinh dưỡng, nên trang trại Anh Xuân cũng cấp số lượng khá lớn dế để cho làm mồi ăn cho các con vật nuôi trên toàn quốc cho bà con nông dân chúng ta.